chả ba lứa luôn rồi. Ôi, xin chào mọi người, bữa nay đi thăm dớn mọi người, tìm kiếm bắt con dinh cá lóc, bắt cá lóc mọi người. Ôi, nó ngập quá trời, ngập luôn, ngập dớn luôn, ngập hết luôn, biết có không? Quá trời nước luôn rồi. Mưa cũng ít mà người ta bơm nước vô đây, bên công ty của người ta ngập nước, người ta bơm vô ngập hết luôn. Đây một tơi cây dưới này, được chụp chinh được cá gì đây. Đây một con cua chớ nè, được nhìn có cá gì không. Còn cá sạc sống mà, cá sạc đây mọi người, toàn là cá sạc nè, cá sạc cá nào lớn mình ăn, còn mấy cá nhỏ này nữa, cho chim ăn, có gà, chim với gà ăn. Giờ mình tiếp tục đi thăm ba cái, một mấy cái kia không có dính gì. Mình xem đi tới mình phải tiếp đi giờ xa lắm tới mọi người, thấy yên tĩnh quá không có dính. Wow, một con lươn cho bá luôn người, quá trời bự luôn con lươn đó mọi người, nghe thấy không, con lươn cho bá luôn đây mọi người. Ui, một tay cầm điện thoại mình quay không có được, mình tắt, quá trời bự luôn mọi người. Ô, cây này ngập luôn rồi. Ngập nước không có chú luôn. Ngập bằng đặc đãi mọi người. Nó vô là vô. Con lướt. Còn con lướt nó vô. Đây mọi người, 10 giờ tới nè, tới lấy cỏ ra thay mọi người xem. Thấy không, bự luôn mọi người, chắc nửa ký quá. Hôm được 3 con nhỏ xíu, bữa nay được con bự luôn rồi. Đó, giờ mấy con cá sặc nè, con cá nhỏ nhỏ này có cho mấy con chim ăn rồi. Quá trời bự luôn rồi, thì hết hồn luôn nè. Cùng tay luôn mà, tay luôn nè, toàn cùng tay luôn.
vô mùa mưa này nó tối nó đi ăn mọi người. À, cái này nấu canh chua đã quá đã. Nè mấy con cá nhỏ nhỏ này cho hai con này ăn nè. Đó hai con kim này nè, chim chích ré nè. Đây mình để cho nó ăn con thử rồi. Nè đây, hai con cho nó ăn nè. Đó một thằng con hết rồi. Mỗi thằng một con ăn. Con kia bự quá, luộc hết rồi. Rồi ăn quá trời. Con cá nhỏ nhỏ cho nó ăn rất là tốt, ăn đồ sống. Rồi video mình tới đây xin tạm dừng người. Chúc người xem video thật là vui vẻ nha. Mọi người thấy cái đậu này bự đẹp không? Người like cho một cái, like một cái cho nó đã luôn mọi người. Quá đã luôn nha mọi người, quá thích luôn. Mùa thì mình xuống ruộng bắt, không cần đi chợ mua mọi người. Mọi người đi mua dướng chừng hai cái, còn vô đại hai ngày, một ngày hai ngày mình đi thăm một lần. Chắc là có thể dính cá lóc hoặc là lươn gì đó. Cái này để hôm qua hai ngày đi thăm một lần thấy không, một ngày mình đi thăm một lần được rồi mọi người. Lâu quá sợ cua nó vô cắn mấy cái dương mình á, đứt chui ra được này. Không có cua gì vô hết, nó không có ra được nè mọi người. Dính cái dương đụng cũng nó cũ rồi, chắc đi mua dương mới đặt mới dính. Và hôm dính được ba con người, cũng chừng hơn nửa ký ba con đó, cũng bự lắm. Rồi video mình tới đây xin chào mọi người, chúc người xem video thật là vui vẻ nha, bye bye.